Xin chào tất cả các bạn học sinh đang theo dõi video hướng dẫn sửa bài tập trong sách giáo khoa toán lớp 6 tập 2 được phát hành trên kênh YouTube Học 247. Ở video trước, cô đã hướng dẫn các bạn về phần lý thuyết bài góc chương 2. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sửa một số bài tập trong sách giáo khoa. Đầu tiên là mình sẽ đi vào bài tập 6 trang 75. Các bạn hãy cùng nhau lấy vở ra chúng ta học bài ha. Đề bài 6 như sau, điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau. Mình có 3 câu. Thì cô sẽ đi làm lần lượt ha. Đầu tiên là câu A. Câu A đó là hình gồm hai tia chung góc OX OY là 3 chấm, điểm O là 3 chấm, hai tia OX OY là 3 chấm. Chúng ta sẽ điền lần lượt nè. Hình gồm hai tia chung góc OX và OY là góc XOY. Đúng chưa nào? Điểm O người ta gọi là đỉnh. Và hai tia OX OY là hai cạnh. Hai cạnh của góc. Được chưa nào? Tiếp tục qua câu B. Góc RST có đỉnh là. Để muốn biết đỉnh của một góc thì thường được viết ở giữa. Đúng chưa? Nên cái góc RST này có đỉnh là S và có cạnh là RS và TS. Được chưa nào? Rồi, góc bẹt là góc như thế nào? Theo định nghĩa, mình có góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau. Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau. Đó, đây là những cụm từ mà chúng ta cần phải điền ha. Đó là bài tập 6, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài tập 7. Bài 17, quan sát hình 7 rồi điền vào bảng sau. Đề cho mình 3 hình A, B, C. Và cái bảng này là các thông tin gồm có tên góc, cách viết thông thường, tên đỉnh, tên cạnh, tên góc, cách viết ký hiệu. Thì người ta đã làm cho mình câu A rồi, đúng chưa? Câu A thì các bạn quan sát thấy là mình có một góc, đó là góc ICZ. Hay là mình còn đọc là góc ZCI hoặc là đọc là góc C. Đỉnh của nó là đỉnh C nè. Tên các cạnh là CI, CZ. Và tên góc, cách viết ký hiệu là mình sẽ viết cái dấu mũ ở trên ha. ICZ rồi có dấu mũ ở trên nè. Tương tự ZCI và góc C. Theo cách làm như vậy mình sẽ làm câu B. Câu 3 là người ta cho mình một tam giác MTP. Và ta thấy là cái hình B này sẽ có 3 góc. Đó là góc M này, góc T và góc P. Bây giờ mình sẽ xét cái góc M trước ha. Cái góc M trước thì mình sẽ có các tên góc như là góc TMP. Đúng chưa? TMP hay là góc PMT. Hay người ta còn có thể viết là góc góc M. Đỉnh ở đây là đỉnh M. Tên cạnh đó là MT, MP. Và các góc viết theo kiểu ký hiệu đó là TMP, PMT có dấu mũ lên ha và góc M. Đó là mình xét xong góc M ha. Tiếp tục mình sẽ xét đến góc T. Đến góc T thì mình có cái góc đó là tên góc cách viết thông thường là góc MTP. Cái đỉnh của góc mình sẽ viết được chính giữa ha. Còn hai cái điểm còn lại mình có thể đổi vị trí cho nhau. Hoặc là mình có thể viết góc PTM.
hay là góc T. Đỉnh ở đây là đỉnh T nè. Các cạnh đó là cạnh TM, cạnh TB. Rồi mình viết ký hiệu các góc như sau, đó là góc MTB. Có dấu mũ ha. Góc BTM hay là góc T. Tiếp tục mình sẽ xét đến góc B. Góc B thì mình có cái cách gọi đó là góc MPT hay là góc TPM hay là góc P. Đỉnh ở đây là đỉnh P ha. Rồi tên cạnh tương ứng đó là PM và PT. Ký hiệu góc là ta có góc MPT, góc TPM hay là góc P. Đó là hình B. Giờ mình sẽ qua hình C. Hình C là ta sẽ có, à cái điểm này là cô ký hiệu là điểm S ha. Rồi, đối với hình C chúng ta sẽ có hai góc. Đầu tiên là cái góc B, thứ hai là góc S. Thì góc B cô sẽ gọi như sau. Cách gọi thông thường là góc XPY hay là góc YPX. Hay người ta gọi là góc P cũng được luôn. Và cái đỉnh ở đây là đỉnh P. Các cạnh tương ứng là PX, PY. Rồi, cách viết ký hiệu là ta có XPY này hay là YPX hay là góc P. Tiếp tục mình sẽ xét đến cái góc S ha. Góc S là ta có góc YSZ hay là góc ZSY hay là góc S. Đỉnh ở đây là đỉnh S. Các cạnh tương ứng là SI và SZ. Các góc tương ứng theo cách viết ký hiệu đó là YSZ, ZSY hay là góc S. Được chưa nào? Đó là bài tập 7. Giờ chúng ta sẽ qua bài tập 8 ha. Đề bài 8 như sau, đọc và ký hiệu tên các góc ở hình 8 và cho biết có tất cả bao nhiêu góc. Hình người ta cho mình sẵn rồi, đúng không nào? Đầu tiên mình sẽ đọc và ký hiệu tên góc cho cô. Rồi đầu tiên các bạn quan sát thấy cho cô cái góc đó là BAC, đúng chưa? Cái góc BAC này có đỉnh A và có cạnh đó là ABA, AC. Thì ta sẽ đọc đó là góc BAC. Hay là các bạn có thể đọc góc CAB cũng được. Được chưa? Còn các bạn không nên đọc góc A không, tại vì ở trong này nó có tận ba góc A lận, nên mình không thể đọc như vậy được ha. Mình sẽ đọc cụ thể cái tên góc ra. Rồi ký hiệu nó như sau, là cô có BAC và cô ký hiệu cái mũ ở trên. Đó là cái góc đầu tiên cô xét. Góc thứ hai cô sẽ xét là cái góc này, là góc CAD, đúng chưa nào? Hay là DAC cũng được. Cô ký hiệu như sau, đó là CAD, dấu mũ. Tiếp tục góc tiếp theo đó là cái góc bẹt này, cái góc bẹt BAD. Cô ký hiệu như sau, BAD, ký hiệu góc ha. Vậy tổng cộng chúng ta sẽ có bao nhiêu góc đấy? Chúng ta có tổng cộng là ba góc, đúng chưa nào? Vậy có tất cả ba góc. Hoàn thành xong bài 8 ha. Bây giờ chúng ta sẽ qua bài 9. Đề bài 9 như sau, điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau. Khi hai tia OI, OZ không đối nhau, điểm A nằm trong góc IOZ. Nếu tia OA nằm giữa hai tia, ba chấm. Để trả lời được câu này thì các bạn sẽ vẽ cái hình theo cái đề cho cô ha. Đầu tiên là người ta kêu hai tia OI và OZ không đối nhau.
Cô giả sử đây là OE, đây là OZ. Rồi, điểm A, nếu mà điểm A nằm trong góc, điểm A nằm trong góc IOZ, nếu tia OA nằm giữa hai tia nào đây? Rõ ràng là tia OA sẽ nằm giữa hai tia OZ và OI, đúng chưa nào? Vậy cụm từ cần điền ở đây đó là tia OI và OZ, đúng chưa? Rất là đơn giản, chúng ta vẽ hình ra là chúng ta thấy ngay. Đó là bài 9, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài 10. Bài 10, lấy 3 điểm không thẳng hàng ABC, gạch chéo và mặt phẳng chứa tất cả các điểm trong cả 3 góc BAC, ACB và CBA. Đầu tiên thì mình lấy cho cô 3 điểm ABC. 3 điểm này không thẳng hàng. Các bạn nối các đường thẳng này lại với nhau ha. Rồi, cô có các đường thẳng như thế này đây. Đó là AB, AC và BC. Người ta yêu cầu mình đó là gạch chéo và mặt phẳng chứa tất cả các điểm trong cả ba góc BAC. BAC là góc nào đâu? BAC là góc này. Rồi góc ACB, ACB là góc này. Còn góc CBA là góc này, đúng chưa nào? Vậy thì bây giờ mình sẽ gạch chéo phần mặt phẳng chứa tất cả các điểm nằm trong ba góc này. Nằm trong ba góc này có nghĩa là cái phần mặt phẳng ở trong này, toàn bộ mặt phẳng ở trong này sẽ chứa tất cả các điểm trong của cả ba góc ha. Đó, toàn bộ cái khu vực trong này, được chưa nào? Đó là bài tập 10. Cô vừa hoàn thành xong các bài tập trong sách giáo khoa cho các bạn. Hy vọng với video này sẽ giúp ích các bạn trong quá trình làm bài tập trong sách giáo khoa. Hẹn gặp lại các bạn vào những video bài giảng cũng như là hướng dẫn sửa bài tập toán lớp 6. Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các em đã xem video hướng dẫn giải bài tập của Học 247. Hy vọng rằng các em sẽ ôn tập được kiến thức và nắm vững phương pháp giải các bài tập mà thầy cô đã hướng dẫn. Và hãy chia sẻ cho bạn bè học cùng. Để theo dõi và xem thêm nhiều video hướng dẫn giải bài tập từ lớp 10 đến 12, các em hãy click đăng ký kênh Học 247 nhé!